Để đếm giúp mẹ nha. Được việc ghê, đếm thích bài nhạc này nhất. Đớm, đớm, bình tĩnh, để ba nghĩ cách đã. Bài hát này đúng không? Dạ. Đớm thích bài hát này nhất, mà lại chỉ thích bài này thôi. Mỗi người có một cách yêu nhạc khác nhau. Con không thể chê những bài hát mà người khác thích. Con đã làm âm nhạc bực tức rồi.